đem phật vào tâm trên bước đường tu chúng ta thường phạm sai lầm lo tu bên ngoài mà quên mất phật trong tâm mình trong khi phật dạy rằng chúng ta có phật tánh ai tu cũng thành phật nhưng vì chúng ta làm sai ý phật nên không đạt kết quả tốt đẹp thật vậy tu hành nhưng cứ phóng tâm ra ngoài khiến lòng mình trống vắng và làm bên ngoài nhiều thì phiền não nhân đó phát sinh rồi đổ thừa là tu đổ nghiệp. Nghiệp đổ là do sai lầm của chính mình. Nhưng nếu đem Phật vào tâm mình được, bây giờ tâm mình đã có Phật, sẽ hiện được tướng Phật bên ngoài. Đó là ý quan trọng mà Tăng Ni Phật tử cần ghi nhớ. Ngài Thiên Thai có kinh nghiệm tu hành, Ngài chuyên lạy Phật để đem Phật vào tâm. Riêng tôi tu Pháp Hoa, thể nghiệm Pháp quán tưởng Phật lâu ngày, nên thấy Phật và thân tâm được thanh tịnh, giải thoát. Còn tu mà chưa thấy Phật, chỉ thấy tượng Phật thì chưa được kết quả. Chúng ta nhìn tượng Phật nhưng phải thấy Phật và thấy bằng tâm. Tôi áp dụng pháp này, nhắm mắt nhìn Phật là nhìn bằng tâm. Mình vẫn thấy Phật thì biết là Phật vô tâm rồi. Nhắm mắt không thấy Phật là Phật chưa vô tâm. Và nhắm mắt thấy Phật, trong chim bao cũng thấy Phật thì bước qua giai đoạn ba, nhìn đâu cũng thấy Phật. Nhìn trời, mây, cây cỏ, hoa lá, cho đến nhìn đá cũng thấy Phật. Vì thấy bằng tâm. Mắt nhìn cây thấy cây, nhưng tâm nghĩ đến Phật, nên thấy cây là Phật. Trên thực tế, một số người cho biết họ gặp nguy hiểm, nhưng hết lòng nghĩ về Phật, nên thấy Đức quan Âm hiện. Hai người ở cùng một chỗ, nhưng người thấy Phật, người không thấy, theo tôi, người thấy Phật là thấy bằng niềm tin, bằng tâm. Người thấy bằng mắt chỉ thấy trời biển, không thấy Phật. Thấy bằng tâm thì thấy quan âm hiện. Ban đầu thân lạy Phật, miệng niệm Phật và tâm nghĩ đến Phật, phải nỗ lực thực tập cho thân, khẩu, ý, thuận thục như vậy là đưa Phật vào lòng. Việc tu hành mới có kết quả tốt đẹp, còn tu hình thức không quan trọng bằng tôi thấy hai bà tây lần chuỗi nhưng miệng nói huyên thuyên đủ thứ chuyện làm như vậy là tập thói quen của tây là chỉ tu cái tay thôi không tu miệng và không tu tâm vì miệng nói bậy tâm nghĩ ác chắc chắn bị đọa đầu tiên tập cái thân trước vì lấy thân để cột tâm lần chuỗi để chú tâm vô đó việc chính là tập trung cái tâm không phải cái tay lạy phật vì đối trước tượng Phật trang nghiêm, chúng ta dễ tập trung. Người tâm tán loạn, không ngồi thiền được, nên bắt buộc miệng niệm Phật, thân lạy Phật. Vì vậy, phải mượn miệng đọc kinh, tai nghe kinh, tâm chú ý vô kinh được. Còn không có gì để tập trung thì tâm phóng dật. Phật giáo Đại Thừa đặt ra mỏ chuông để đại chúng tụng cho đúng nhịp và để mọi người chú tâm vô đọc theo sợ chúng phóng tâm người ta đánh tiếng chuông cảnh giác thí dụ tụng ba biến chú đại bi đến biến thứ ba đánh tiếng chuông để báo cho chúng biết chuyển sang đoạn khác không phải thân thường tụng kinh là quan trọng nghĩ thân lạy phật để phật phò hộ chưa chắc được hoặc tụng kinh để phật nghe cũng không đúng vì phật nói cho chúng ta tu chẳng lẽ ta đọc để trả bài cho phật hay sao Tụng kinh là phương tiện, cốt yếu để lợi Phật dạy đưa vô tâm mình. Đó là lấy điều kiện tu bên ngoài để cột tâm lại. Và khi tâm chúng ta thanh tịnh thì nhìn đâu cũng thấy Phật. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng không có gì không phải Phật mới là Phật. Phật này là Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, là cốt lõi của Đạo Phật. Tu hành, nếu tâm chúng ta lúc nào cũng tập trung, nhắm mắt thấy Phật và ngủ cũng thấy Phật, như vậy biết mình đã tiến được một bước còn tay lần chuỗi miệng nói đủ thứ và nghĩ không tốt là phá pháp hoặc tay lần chuỗi miệng niệm phật nhưng tâm không tập trung vô phật là sai phật chưa vào tâm mình thì thân xác hoại công phu này cũng bỏ bồ tát phổ hiền dạy rằng tất cả đều phải bỏ lại khi thân tứ đại hoại diệt chỉ có tâm đi theo mà thôi vì vậy cốt lõi của tu hành phải thực tật chuyển hóa tâm theo hướng thánh thiện người tu được tâm thanh tịnh nhìn đâu cũng thấy phật họ sẽ có thân dễ thương hiểu được lý này nếu tu hành mà không ai thương phải tự biết mình sai đã không biết mình sai lại còn nghĩ ác rằng người ta phá mình không cho mình tu khi tâm tốt là tâm có phật rồi tâm sẽ có bốn phản ứng là từ, bi, hỷ, xã. Nếu tâm chưa có bốn đức tướng này là chưa tu. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và tâm Phật là tâm từ, bi, hỷ, xã. Chúng ta tự xét coi tâm mình có bốn tâm từ, bi, hỷ, xã chưa. Coi tâm từ của mình có chưa, và tâm từ nếu có thì mở rộng đến mức nào, dung chứa được bao nhiêu chúng sanh tu thật là tâm mở rộng tu sai thì càng tu tâm càng hẹp lại không dung chứa được ai người thật tu còn phạm sai lầm thí dụ tu thiền thì thấy thiền là đúng chắc pháp tu khác sai như vậy là tâm mình đã thu hẹp trong khi tâm phật mở rộng vô biên không còn biên giới tôi thực tập pháp này bằng cách quán tâm ban đầu mình nhìn bạn đồng tu thấy ai cũng tốt nhưng trải qua một thời gian tu sai thì ghét người khó chịu với pháp tu của người thật vậy phật dạy nếu thấy có người mình không bằng lòng là phải biết tâm mình đã xấu rồi nhưng đa số người không chấp nhận như vậy là sai tôi thấy người tu thường chấp pháp chấp luật nên thấy người sai phạm thì họ không bằng lòng và người thực hành pháp khác thì họ chê bai thật tu mà đã sai từ căn bản này. Nghĩa là tâm tự của mình thu hẹp lại, không dung chứa được ai. Theo tôi, làm như vậy là tự tiêu diệt Phật Pháp. Phật Pháp tồn tại nhờ cả đạo tràng. Một mình tôi không có nghĩa gì. Nhiều người đến được với tôi vì tâm tôi mở ra, bao dung được tất cả. Đầu tiên, quý vị tập mở rộng lòng mình với những người bạn đồng tu một pháp môn với mình không làm được như vậy là hỏng. Sau đó, mở trọng tâm thêm nữa, lại dung tất cả mọi người tu không cùng pháp môn, nhưng cũng là Phật tử, cũng tu pháp Phật. Phật có 84.000 pháp môn khác nhau, nhưng Phật dạy rằng ai tu theo pháp Phật, cuối cùng cũng thành Phật. Người tu giỏi tới trước, người kém, nhưng đã trồng căn lành, kết duyên với đạo, mai kia họ cũng tới bến giác phật dạy những gì thích hợp với người giúp họ thực tập và gặt hái được thành quả nếu dạy pháp không thích hợp tác hại hơn là có lợi ban đầu phật dạy thiền tứ niệm xứ để giúp cho người thoát khổ đến hội pháp hoa phật nói các ông đã đắc la hán hết khổ thì phải hành bồ tát đạo cứu giúp người mới thành phật nghĩa là từng chặng đường tu có các pháp khác nhau ngài trí giả thấy tất cả người tu đều tốt cần được giúp đỡ dù họ tốt hay xấu với mình đối với người xấu càng thương họ nhiều hơn đó là tâm từ của phật tại sao lại thương người xấu nhiều hơn phật quán tưởng thấy người xấu hại người tốt là họ tự hại họ vì họ sẽ bị quả báo người lành không bị quả báo còn mình lành mà bị hại coi chừng mình ác thật phật dạy rằng hại người lành giống như ngược gió tung bụi hay gieo gió phải gặt bão. Nếu mình tốt thật, họ xấu với mình, họ phải bị quả báo chứ. Thí dụ, tôi được nhiều người thương nhưng bị người xấu hại thì nhiều người sẽ binh vực tôi. Nếu bị hại mà người hùa theo, như vậy tôi có tốt thật hay không? Một người cố chấp dù tu thật cũng bị hại. Chẳng hạn vô xứ hội giáo mà truyền bá tôn giáo khác với niềm tin của họ chắc chắn sẽ bị phỉ bán và sát hại. Tu hành, quý vị nên cẩn thận điều này, đừng thí mạng vô ích. Trên bước đường tu, nhờ tâm Phật mà chúng ta đã có và mở tâm ra, giúp người thương mình và các người hủy bán mình, thì mình nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, thanh thản, không còn thắc mắc, lo buồn. Ở mặt nào chúng ta tu được, khiến người cảm mến và họ hợp tác giúp ta làm được một số việc một cách dễ dàng riêng tôi xây dựng được ngôi trường này là nhờ sự ủng hộ của tăng ni phật tử thành công việc lớn nhỏ nào chúng ta cũng phải ghi ơn nhớ ơn và trả ơn những người hợp tác hy sinh cho mình lòng mình không bao giờ quên vì vậy phật dạy người tu luôn nhớ nghĩ đến bốn trọng ơn và hành Bồ Tát Đạo là trả được bốn ơn lớn này. Thể hiện lý này, Kinh Pháp Hoa dạy rằng, khi thành tựu quả vị Phật, chúng ta nghĩ đến người có liên hệ với ta. Họ sanh ở đâu, làm gì, để có điều kiện thì ta đến cứu giúp họ. Đức Phật nói rằng 90 kiếp trước, Kiều Trần Như làm vua, tiền thân Phật làm tiên nhân. Kiều Trần Như là ông vua ác, ghét người tu, nên ra lệnh móc mắt, chặt tay Phật nhưng tâm tự của Đức Phật trọng lớn vô cùng. Ngài quán tưởng những người thân và người thù đều bình đẳng. Cho nên Ngài phát nguyện khi thành Phật, Ngài sẽ tìm độ trước tiên những người thù nghịch Ngài. Tại sao Phật nghĩ như vậy? Vì Phật đang thực hiện hạnh nhẫn nhục cao nhất. Nếu không có người hành hạ, làm sao Ngài thể hiện sức chịu đựng cao nhất? Tu hành theo Phật, ban đầu bị nhục mạ chúng ta cảm thấy hơi nặng lòng. Nhưng vậy sao thấy bình thường là biết tâm mình tốt rồi. Bước thứ hai, bị đánh đập, chúng ta vẫn cười được là sức nhẫn của chúng ta cao hơn. Và bước thứ ba, bị sát hại, lòng chúng ta vẫn thanh thản là đã đạt được nhẫn nhục ba la mật. Phật quán sát thấy ông vua hung ác giúp ngài thành tựu nhẫn lực ba la mật. Đó là việc khó mà ít ai dám hy sinh làm việc ác này với ngài vì ai cũng sợ bị quả báo. Bố thí cúng dường là việc dễ làm, nhưng sát hại mắng nhiếc người tu là việc khó làm. Đối với người thật tu, cần có người sát hại để họ thành tựu pháp nhẫn nhục. Riêng chúng tôi, đối với người ân, mình quý, nhưng với người ác, càng quý hơn. Tuy nhiên, vì mình chưa đủ đạo lực để đạt tới hạnh này, nên dễ nổi nóng là bị đọa lịch sử cho thấy điều này sáu mươi kiếp trước xá lợi phất phát tâm tu bồ tát đạo phát nguyện bố thí ba la mật ai xin gì ngài cũng cho nhưng vì ngài chưa đạt tới đạo lực như phật mà phát nguyện như vậy rất nguy hiểm thật vậy khi người bà la môn xin mắt ngài móc mắt cho trong lòng ngài nghĩ rằng mình đã phát nguyện như vậy không cho không được là tâm còn so đo tính toán chưa phải tới chỗ này ngài đành bằng lòng cho bà la môn khoét mắt vì chưa giải thoát thực sự nên ngài cảm thấy đau và bực tức ngài liên thề rằng không hành bồ tát đạo nữa nghĩa là trở lại lòng vị kỷ có đạo hữu đến thăm tôi hỏi anh còn bố thí không anh nói không đi bố thí nữa vì nó xấu quá anh này phát tâm bố thí cho người dân tộc quà, và nhờ họ dẫn đường đi ra thì họ lại đòi tiền anh nói quà mình cho thì họ lấy mà nhờ chút xíu lại đòi tiền tôi nói đạo hữu tức coi chừng bị đọa vì mất tâm đại thừa lúc trước có tâm tốt thích bố thí nhưng bị chút xíu như vậy mà không bố thí nữa là mất bộ đề tâm vì vậy điều quan trọng quý vị phải nhớ làm sao mở tâm mình từng bước không phải mở một lượt mở một lượt sẽ không đủ sức chịu đựng nổi ban đầu bố thí vì chúng ta chưa đắc đạo phật khuyên rằng những gì người cần chúng ta không cần chúng ta cho họ người tham thì không cần cũng không cho và khá hơn những gì mình cần nhưng người cần sử dụng có lợi hơn mình thì nên cho thứ ba là mình rất cần nhưng vì tu hạnh bố thí cao nên sẵn sàng buông hết để coi lòng cố chấp của mình vào việc giữ của có còn hay không vì nếu không buông được thì cận tử nghiệp đến tâm sẽ bị kẹt vào phật không đi được. Quý vị nên quán tưởng như Phổ Hiện Bồ Tát dạy rằng, những gì đáng quý trên thế gian còn đem theo được thì nên giữ. Những gì của trần gian chúng ta bỏ, vì biết sớm muộn gì cũng phải bỏ, không giữ mãi được. Tâm tự của quý vị mở rộng đến bao nhiêu, chúng sanh theo tâm tự đó mà đến với quý vị bấy nhiêu. Thực tế cho thấy có người tu nhưng không ai đến với họ, vì họ cố chấp, không ai ở được với họ vì họ quá tốt nên khó tánh. Thí dụ đơn giản như người quá sạch thì người ở dơ không ở chung được. Người ta thường nói nước trong không có cá, người tốt không có bạn. Đó là người cố chấp, không làm được gì. Nhưng tâm tự mở rộng bao dung, nên có người hỏi làm vậy được không? Tôi nói cũng được, nghĩa là chưa được. Nhưng cũng được. Thí dụ nhà tôi nóng, nhưng tu cũng được. Vì không được thì cũng phải được thôi chứ còn cách gì khác. Nếu chúng ta cứ đòi hỏi phải như vậy, như vậy là sai, vì đòi khác không được. Vì vậy, tầm nhìn theo Phật phải thoáng, phải mở rộng. Theo Pháp Hoa, Phật dạy nhìn 84.000 Pháp môn đều tốt, thực hành Pháp Phật đều là Phật tử. Ý thức sâu sắc lý này, đầu tiên tôi quan hệ được với chư tăng Phật giáo Nam truyền một cách dễ dàng. Tôi qua Campuchia, Thái Lan, Lào, các vị hòa thượng đều tử tế với tôi, vì tôi nhìn các ngài tốt, và các ngài cũng nhìn lại tôi tốt, đó là nhờ tâm tôi bao dung. Còn cố chấp, kỳ thị các pháp khác ở ngay trong đất nước của chúng ta, mà nghĩ rằng mình tu theo Bắc Tông mới đúng, người khác theo Nam Tông hay khất sĩ không được. Kỳ thị như vậy là tâm ích kỷ, mặc áo Phật nhưng không có tâm Phật thì hoàn toàn sai lầm. Để tứ Phật phải có tâm từ, bao dung làm lợi ích cho nhiều người thể hiện tinh thần này khi bố thí phật giáo chúng ta phát quà không phân biệt tôn giáo phát quà bình đẳng cho những người khó khăn làm như vậy chúng ta thể hiện tâm phật là tâm không phân biệt và khi không có tâm phân biệt hệ phái khác chúng ta tập mở rộng tầm nhìn hơn nữa qua các tôn giáo khác riêng tôi tôi nhìn người tu hòa hảo trước vì nghĩ rằng đạo phật giáo hòa hảo và phật giáo chúng ta là một vì họ cũng có chữ phật giáo nên không kỳ thị họ và đi xa hơn nhận thấy kinh hòa hảo cũng có nhiều ý tưởng mà mình chấp nhận được theo kinh nghiệm của tôi khi có những hiểu biết tốt về người hòa hảo mình nói chuyện họ dễ nghe gần đây có một người đạo cao đài tặng tôi kinh pháp hoa biên soạn theo họ và nói rằng để tôi xem có phù hợp không nghĩa là tâm tôi mở rộng đến người theo đạo cao đài nên họ cũng đến được với tôi khiến lòng tôi cũng thấy vui dù họ không phải đạo phật trao đổi với tôi ông nói đạo cao đài cũng thờ phật thích ca như vậy mình và họ có chỗ gần nhau tôi nói với vị này rằng chân lý là một nhưng mỗi người có một cách tu riêng tuy nhiên trăm sông đều đổ về biển nghĩa là các pháp môn tu khác nhau các tôn giáo khác nhau nhưng ngộ đạo chứng đạo là một. Vì vậy đầu tiên tâm chúng ta mở bung ra, bao được một tín ngưỡng. Phật nói tâm mở được đến đâu thì người tới với ta đến đó. Đóng kín tâm lại, coi chừng bị cô đơn. Để biết tâm mình đạt đến mức độ nào, hãy coi bên ngoài, thấy người đến với mình bao nhiêu là tự biết tâm mình rộng hay hẹp. Và kế tiếp, chúng ta tập mở tâm bi Điển hình là Bồ Tát Quan Âm. Nơi nào có người khổ thì Ngài đến. Đáng lẽ Đức Quan Âm ở cực lạc, nhưng Ngài phát tâm đại bi mở rộng đến ta bà, vì người ở ta bà quá khổ. Phật dạy chúng sanh có khổ, người mới phát tâm thương, không khổ làm sao thương. Tôi để ý thấy khi nghe đồng bào bị bão lục khổ, Phật tử liền sẵn lòng cho quà và đi cứu trợ. Riêng chúng ta ban đầu mới phát tâm bồ đề, tu tâm bi đầu tiên. Mình thương người thân trước là cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè. Nhưng cũng có người mà cha mẹ, vợ con gần họ nhất là nội quyến thuộc. Họ cũng không thương được, thì họ thương ai? Hoặc có điều dở nữa, tuy là anh em lại tranh giành của cải đến giết nhau, vì lòng tham quá lớn khiến mất cả tình anh em. Có người đến thưa với tôi rằng mẹ của họ xấu lắm, thương người anh mà không thương họ. Khi tôi gặp bà mẹ, tôi hỏi tại sao thương đứa con này không thương đứa kia. Bà nói con thương nói chứ, vì thổi nhỏ nó mê gái đến bỏ học nên bây giờ khổ. Tôi lắng lòng thanh tịnh, thấy khách quan rằng hai mẹ con đều sai lầm. Ba mẹ cũng thương đứa con hư hỏng nhưng không có cách dạy dỗ giúp nó nên người mà trở thành hư hỏng rồi oán hận mẹ. Phật tử phải nhớ sinh con thì có trách nhiệm nuôi dạy nó. Còn đứa con phải thấy tại mình hư hỏng, bỏ học và tại mình si mê nên khổ, không phải tại cha mẹ. Phật tử nên lắng lòng suy nghĩ để hóa giải tất cả những gì không tốt với tất cả người chung quanh là cha mẹ, anh em, vợ con cho đến bạn bè. Đó là việc tương đối dễ. Lòng bi bắt đầu mở ra tới đâu thì cưu mang giúp đỡ đến đó nhưng phải có chút trí khôn không phải giúp là giúp hết có anh đạo thiên chúa quý trọng tôi và thưa rằng muốn giúp người em nhưng cho nó bao nhiêu tiền nó cũng làm tiêu hết cũng nghèo khổ tôi nói anh theo chúa nghĩ rằng chúa phạt nó nhưng theo phật là tại nghiệp nghèo là nghiệp người việt nam có câu rất hay rằng giúp ngặt không giúp nghèo nghĩa là người gặp hoàn cảnh khó khăn gọi là ngặt chúng ta giúp đỡ để họ vượt qua trở ngại có cuộc sống tốt hơn nhưng không thể giúp người xóa bỏ được cái nghèo vì đó là nghiệp của họ tuy nhiên nếu muốn giúp cũng có thể được nhưng chuyển được nghiệp của người phải từ từ và cũng không đơn giản tùy theo nghiệp của họ mà mình chuyển hóa thí dụ không đưa tiền cho người đánh bạc đối với người mắc nghiệp này chúng ta giúp bằng cách tìm việc cho họ có thu nhập đủ sống thôi họ không thể lên được con nghĩ cho họ nhiều tiền để họ làm ăn giàu có họ lại tiếp tục cờ bạc vì đó là cái nghiệp của họ mà tất nhiên họ không trả được tiền cho mình rồi sanh ra oán hận đó là lỗi tại mình có trí tuệ biết rõ cái nghiệp của họ ta không cho tiền mà giúp đỡ tạo điều kiện cho họ cải thiện cuộc sống tôi thấy có người tốt cho tiền để bạn về chùa công quả vì người này muốn công quả nhưng không có thì giờ không có tiền để sống nếu công quả khi được giúp như vậy là đã tạo được công việc cho người sống lương thiện và họ cũng thực hiện được ước nguyện công quả nhờ có trí tuệ và xử sự, sự tốt một thời gian sau anh này phát tâm quy y trở thành người tốt nói cách khác là tạo điều kiện cho người trồng căn lạnh ở tam bảo và họ sẽ tiếp tục tu tóm lại thể hiện lời phật dạy trong cuộc sống trí tuệ khai sáng và tâm từ tâm bi sanh ra là hạnh bồ tát được thực hiện từ trong tâm cho đến trải ra ngoài hành động tu như vậy tuy chỉ có phật và mình biết nhưng trải qua thời gian sống đúng chánh pháp từng bước không phạm sai lầm hành giả thăng hoa tức tâm an lạc và cuộc sống tốt đẹp hơn